lấy vợ cũng vui mà. Mình cũng hay hỏi chồng mình á, anh làm gì có thấy cực không? Biết chồng mình trả lời sao mọi người? Ổng hỏi ngược lại mình á, ủa sao gọi là cực rồi? Thôi trả lời vậy thì mình nín luôn. Chồng mình là đi đám cưới về rồi đó. Mà đi đám cưới á, ngồi trên xe là bạn đi bạn về tới 6 tiếng đồng hồ lận. Xong cái ổng già ổng cũng đói quá chừng rồi. Nhà có gì ăn đâu, biết rồi đó, nhà mình có bơ không à. Vậy á thì mình làm cho một tô bơ ăn cho đỡ đói nè. Nhưng mà coi bộ cái món này người ta không thích rồi cô chú ơi. Thấy á là ăn cho có thôi nhưng mà mặt cũng hơi gượng gạo. Cá lóc á hôm trước mua còn nè, nên là về chồng mình lấy ra nấu cháo luôn. Cũng đang đói dữ lắm đó nhưng mà cũng gán nấu cháo cá lóc bầu ăn. Không biết cái món này có gì mà chồng mình rất là đam mê. Mỗi lần mình ngồi ăn với chồng mình cảm thấy là chồng mình quan tâm mình lắm á. Thật sự là nói hoài thì cũng ngại nhưng mà nếu có giận hờn gì đi nữa, ngồi chung mâm cơm ăn xong rồi chồng mình kê ghế cho mình ăn ha, dễ cho mình một miếng cá thôi cái tự nhiên cái hết giận liền. Không biết ai nói mình dễ dãi cũng được nhưng mà mình thấy như vậy nó bền. Nấu nướng xong rồi ha, ăn xong là chồng mình đi lấy đồ vô để xếp cái nồi cháo á, hay gì chứ nấu nhiều lắm, ăn từ buổi chiều đến sáng hôm sau vẫn còn luôn. Chồng mình á thì không có cho mình ăn đâu, sợ đồ cũ, còn ổng á thì ổng ham lại ổng ăn. Thật ra là mình ăn cũng được nhưng mà chồng mình sợ mình bị đau bụng, gọi gì á cho công ty lại không có tốt nên là mua đồ mới cho mình ăn á. Tự nhiên thấy ông gửi khúc này cái mình muốn làm cái series á lấy vợ vui mà. Mà lỡ mình làm cái series đó thì có ai coi không ta? Bữa nay chồng mình mua nhiều món ăn vặt cho mình lắm nè. Nào là khoai mì nướng, nào là bánh cam. Còn hộp này hả, xoay mặn á. Trên đây á thì chồng mình bắt thêm mắm nước với lại hâm nồi cháo. Để có nước nóng á mà mình pha nước rửa mặt rửa tay cho em công chúa. Còn dưới này á thì chồng mình rửa rau sẵn để trưa mình nấu đồ ăn. Tính ra là chồng mình cũng có mấy món rau mua cho mình ăn hoài à. Cải ngọt này, he rồi rau má, bí gợ. Trước á là nhà mình tiết kiệm hơn bây giờ nữa. Buổi sáng thì nhà mình thường nấu cơm ăn. Đồ ăn á thì buổi chiều hôm trước mình nấu hơi nhiều, như là mình kho thịt kho cá. Còn nếu mà không có đồ ăn thì tụi mình trứng rồi ăn với cơm vậy đó rồi đi làm. Thật ra là làm như vậy thì cũng không có tốn mấy thời gian. Sáng mình thức dậy một cái ha, mình bắt nồi cơm rồi vệ sinh cá nhân, quay qua quay lại là cơm chín, mình ăn cơm xong mình đi làm là vừa đó. Nhưng mà từ lúc mình có bầu á, hầu như mình đi ăn ngoài không à, mình ngán quá ăn cơm nước đâu có nổi. Chồng mình sáng nào cũng đi mua nuôi hoặc là cháo dinh dưỡng em bé cho mình ăn, ăn chưa có được phân nửa nữa là xà ra ngoài rồi. Mặc dù á cái thời gian bầu mình ngán sắp mặt luôn á đó, mình chỉ hy vọng là trời mau tối lần qua một ngày mới thôi. Nhưng mà vui hạnh phúc nha mấy bạn, tại vì mình biết trong bụng mình có một sinh linh nhỏ đang phát triển từng ngày. Mới ngày nào bồi hồi còn mang bầu này nọ, tới bây giờ là được phơi đồ cho con rồi nè. Công nhận là mau thiệt chứ.